Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng do virus sởi (measles virus) gây ra, thuộc họ Paramyxoviridae. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể bị nhiễm nếu chưa được tiêm phòng hoặc chưa từng mắc bệnh sởi trước đó. Để hiểu rõ hơn về bệnh dịch sởi và cách phòng ngừa, chúng ta cần tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh, cơ chế lây truyền. Bệnh sởi là một trong những bệnh có khả năng lây lan nhanh chóng và dễ dàng. Khi một người mắc bệnh sởi, họ có thể lây nhiễm cho người khác từ 4 ngày trước khi phát ban đến 4 ngày sau khi phát ban. Do virus tồn tại trong các giọt nhỏ li ti phát tán trong không khí, những người chưa được tiêm phòng hoặc chưa có miễn dịch với sẽ rất dễ bị lây nhiễm khi tiếp xúc với người bệnh hoặc các bề mặt bị nhiễm virus. Nguyên nhân gây bùng phát dịch sởi Có nhiều yếu tố góp phần gây ra các đợt bùng phát dịch sởi, bao gồm Tỷ lệ tiêm phòng thấp, tiêm vaccine sởi là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh. Khi tỷ lệ tiêm phòng trong cộng đồng giảm xuống dưới mức cần thiết để đạt miễn dịch cộng đồng, khoảng 95%, bệnh sởi có thể dễ dàng bùng phát. Di chuyển và du lịch quốc tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc di chuyển và du lịch giữa các quốc gia là yếu tố quan trọng khiến dịch sởi lây lan. Những người chưa được tiêm phòng hoặc không có miễn dịch có thể bị nhiễm bệnh khi đến khu vực có dịch sởi. Tiếp xúc gần gũi. Những người sống trong môi trường đông đúc như trường học, nhà trẻ hoặc khu vực có dân cư dày đặc dễ bị lây nhiễm hơn do tiếp xúc gần gũi với người bệnh. Tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Vắc xin sởi, thường được tiêm kết hợp trong vắc xin MMR, sởi, quai bị, rubella là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh sởi. Việc tiêm phòng không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh trong cộng đồng, bảo vệ những người không thể tiêm vắc xin như trẻ sơ sinh hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu. Hiểu rõ về nguyên nhân gây bệnh sởi và cơ chế lây truyền là bước quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch này. Việc duy trì tỷ lệ tiêm phòng cao trong cộng đồng và nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm sẽ giúp giảm thiểu số ca mắc bệnh và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.